Bị F1 Corona, niệm Phật, trì chú Lăng Nghiêm, xét nghiệm lại âm tính. A Di Đà Phật, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn một câu chuyện về Phật pháp nhiệm màu, có thật 100% ạ. Chuyện kể về cô em thân thương của mình. Cách đây một tháng, cô ấy bị dính COVID virus từ người đối diện. Người ấy bị F0. Khi làm việc trong công ty, vô tình người ấy tới công ty thì hiển nhiên tiếp xúc và bạn ấy bị dính luôn F1 và bị đưa đi cách ly. Đầu tiên, em ấy bị đưa đi cách ly, riêng ở chung với nhiều người. Trong phòng thì nóng, chỉ mỗi có cái quạt. Xung quanh thì bị trắng bởi các carton riêng. Điều kỳ diệu trong thời gian cách ly chung, em ấy trì chú Đại Bi 4 ngày liên tiếp, thì sau đó được cách ly riêng ở khách sạn. Và may mắn hơn, là đối diện phòng khách sạn của em ấy là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của một khu nhà đối diện. Lúc tu tập, em ấy lúc nào cũng hướng đến Ngài, nên nỗi sợ được suy giảm đi phần nào. Lúc ấy, tâm lý bạn ấy rất rối, sẵn sàng đối diện cái chết bất cứ lúc nào. Vì cũng là người học Phật và biết về Phật Pháp mà cũng mang tâm trạng như vậy. Bạn ấy cũng ăn chay trường như mình, nhưng Covid vẫn không hề bỏ qua. Mình thì người học Phật nên tin nhân quả, khuyên bảo em ấy, đủ duyên thì sẽ gặp. Mặc dù hiện tại là tu và ăn chay trường, nhưng chưa chắc từ vô lượng kiếp trước mình đâu có tu, cũng tạo biết bao điều xấu, nên có duyên thì gặp quả xấu. Mình khuyên em ấy bình tĩnh, phải giữ vững tâm an, lúc đó mới không cùng tần số thấp với Covid được. Ngoài ra, nên trì chú Lăng Nghiêm trong thời gian này, vì chú Lăng Nghiêm có công năng tiêu trừ dịch bệnh. Ngoài ra, mình khuyên em ấy trong thời gian cách ly nên niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát để nhờ sự giúp đỡ của Ngài. Niệm Phật liên tục, đem tất cả công đức ấy mà hồi hướng cho oan thân trái chủ từ vô lượng kiếp và cả khắp pháp giới chúng sanh luôn. Không được hoảng sợ, bây giờ chỉ còn có cách tạo phước trong thời gian cách ly mà hồi hướng cho oán thân trái chủ và sám hối với họ. Rất may mắn là cô em thân thương của mình có tu tập, nên khuyên bảo gì em ấy cũng dễ dàng tiếp nhận. Trải qua nhiều đợt xét nghiệm thì em ấy có kết quả là âm tính. Thật sự quá vui mừng cho em ấy. Chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn gia hộ và độ trì cho những ai đang muốn sự giúp đỡ. Các bạn nên tin rằng trên đời này, ngoài chư Phật và chư Bồ Tát ra, người đáng tin nhất là ai? Là chính bản thân mình. Phải tin rằng mình có thể làm được, mình có thể tin và hành theo như những gì các ngài chỉ bảo. Đó mới gọi là chân tu. Nghiệp báo thì không ai giúp đỡ mình được bằng chính bản thân mình. A Di Đà Phật, Nhã Thanh, Diệu Âm Cư Sĩ, Huế, ngày 31 tháng 7 năm 2021. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So ha ha.